Vịt cao su khổng lồ trên hải cảng Hồng Kông, tin từ Hồng Kông. Một con vịt bằng cao su, cao tương đương với 6 tầng lầu, được thả nổi ở hải cảng của Hồng Kông vào hôm thứ Năm, trước sự thích thú của đám đông, đặc biệt là của các trẻ em. Tác giả là nghệ sĩ Hòa Lan, ông Florentine Hoffman, đã nói rằng cảng Victoria giống như bồn tắm của con vịt cao su, cao tới 16.5 mét và có chiều dài 19.2 mét và cần đến 30 phút để bơm lên, đưa mọi người trở về thời trẻ con, tạo một cảm giác an lành và làm cho họ có ý thức về nhau hơn. Ông Hoffman giải thích, ông đã có ý tưởng làm ra chú vịt này để kêu gọi mọi người chăm sóc lẫn nhau, có trách nhiệm đối với hành tinh này, giống như có trách nhiệm với căn nhà và bồn tắm của riêng mình. Bởi vì tất cả chúng ta đang sống trên cùng một hành tinh, giống như là một gia đình, với tất cả các biển trên thế giới là bồn tắm toàn cầu của chung mọi người. Hàng trăm người đứng xếp hàng để xem con vịt được bao quanh bởi các thuyền của cảnh sát đang được kéo vào cảng. Kích thước khổng lồ của chú vịt là điều làm cho các trẻ em thích thú nhất. Đây là lần đầu tiên tác phẩm của ông Hoffman được trưng bày tại Trung Quốc. Chú vịt này đã đi du lịch đến Osaka, Sydney, Sao Paulo, Amsterdam và nhiều quốc gia khác kể từ năm 2007. Nhưng nhà nghệ sĩ 35 tuổi cho biết, Biển Đông với sóng cao và gió mạnh là địa điểm có thách thức lớn nhất từ trước cho đến nay. Chú vịt sẽ được neo tại bờ cảng phía trước trung tâm mua sắm hải cảng cho đến ngày 9 tháng 6. Sau đó, chú vịt sẽ đi thăm Hoa Kỳ và Trung Đông.